Tam đình chỉ công tác với nam giảng viên bị tố gạ nữ sinh vào khách sạn. Nhậu vui cùng đồng nghiệp, nam thanh niên bay luôn 7,5 triệu đồng. Chiều nay tuyên án các bị cáo nhóm báo sạch. Chặt đứt những móc xích ngầm đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Quý vị vừa điểm qua những tin tức chính có trong chương trình ngày hôm nay, sau đây là nội dung chi tiết mời quý vị cùng theo dõi. Tam đình chỉ công tác với nam giảng viên bị tố gạ nữ sinh vào khách sạn. Trước vụ việc nhiều trang mạng xã hội lan truyền chia sẻ những hình ảnh chụp màn hình, các đoạn tin nhắn được cho là của một nam giảng viên có lời lẽ gạ gẫm với nữ sinh viên của mình, đại diện nhà trường đã lên tiếng. Tối qua, ông Vũ Hồng Thanh, trưởng phòng tuyển sinh, trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, nhà trường đã yêu cầu giảng viên mở, người được cho là nhân vật chính trong vụ việc, tường trình sự việc. Theo ông Thanh, trước mắt nhà trường đã tạm đình chỉ công tác đối với thầy M. Ngoài ra nhà trường cũng đã gửi đơn lên công an thành phố Hà Nội để vào cuộc xác minh sự việc. Trong ngày mai, công an sẽ làm việc trực tiếp với các cá nhân giảng viên. Cụ thể như thế nào chúng tôi sẽ thông tin tới báo chí. Ông Thanh cho biết thêm. Bên cạnh đó, ông Vũ Hồng Thanh cũng cho biết, tại bản tường trình, bước đầu thầy M khẳng định mình bị bôi nhọ danh dự, chứ không có chuyện nhắn tin như vậy. Thầy M cam kết nếu có sự việc như trên mạng xã hội, thầy tự nguyện viết đơn thôi việc thầy M đã công tác tại trường gần 20 năm là giảng viên bình thường, suốt quá trình công tác không có vấn đề gì cả. Ông Thanh thông tin thêm. Trước vụ việc trên, ông Trần Hoàng Long, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp khẳng định với các cán bộ, giảng viên nhà trường, nếu có sai phạm sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định. Trước đó vào ngày 27 tháng 10, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội đã chia sẻ hình ảnh chụp màn hình các đoạn tin nhắn được cho là của một nam giảng viên với lời lẽ gạ gẫm với nữ sinh viên của mình theo nội dung chia sẻ nữ sinh viên tên h đang học năm cuối còn một môn học chưa hoàn thành nên chưa đủ điều kiện để tốt nghiệp nữ sinh có đến văn phòng khoa để gặp giảng viên môn học này và trình bày hoàn cảnh sau đó khi trở về nhà nữ sinh nhắn tin cho nam giảng viên nhắc lại về việc cô bạn còn nợ một môn và mong muốn thầy giáo tạo điều kiện sau đó nữ sinh đã nhận lời đề nghị đến gặp thầy giáo này ở quán cà phê để trao đổi rõ ràng hơn Hiện chưa rõ trong quá trình gặp ở quán cà phê, cả thầy giáo và nữ sinh này đã trao đổi với nhau những gì. Sau đó nam giảng viên nhắn tin cho nữ sinh với nội dung: "Nếu em đồng ý tự nguyện thì tối ngày kia gặp thầy ở phòng này, khách sạn XXX". Khi nữ sinh bày tỏ rằng bản thân đã có bạn trai và lo lắng mọi chuyện vỡ lở, thầy giáo nhắn tin cho nữ sinh trấn an rằng sẽ đảm bảo giữ kín và không có ràng buộc lâu dài. Sau đó toàn bộ đoạn tin nhắn trên được chia sẻ trên mạng xã hội, tố hành vi của thầy giáo này. Sau khi những đoạn tin nhắn này được tung lên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Dù chưa rõ thực hư sự việc rõ ràng như thế nào, nhưng các đoạn tin nhắn này vẫn đang khiến cho nhiều người bức xúc. Mời quý vị cùng đến với thông tin đáng chú ý khác. Nhậu vui cùng đồng nghiệp, nam thanh niên bay luôn 7,5 triệu đồng. Cùng với việc tăng cường chống ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông dịp cuối năm, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội tập trung kiểm tra xử lý nghiêm các lái xe vi phạm nồng độ cồn. Theo ghi nhận của phóng viên tại đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, Hà Nội vào tối qua, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã được triển khai tập trung vào chuyên đề xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Chỉ sau ít phút, nhiều trường hợp được tổ công tác dừng xe kiểm tra phát hiện lỗi vi phạm, tất cả đều bị lực lượng cảnh sát giao thông xử lý nghiêm, triệt để theo đúng quy định của pháp luật anh NHV điều khiển phương tiện xe máy, nồng độ cồn 0,6mg trên 1 lít khí thở, vượt quá ngưỡng tối đa là 0,4mg, bị xử phạt 7,5 triệu đồng. Anh V chia sẻ, tan làm đi về, đồng nghiệp rủ đi nhậu cho vui, vì nể quá tôi cũng nhận lời đi, ra quán có uống chút rượu. Đến khu vực này thì gặp các anh công an kiểm tra. Trong quá trình làm việc, tôi đã nhìn nhận thấy được hành vi của mình, hoàn toàn đồng ý hợp tác, chịu trách nhiệm với việc điều khiển phương tiện của mình. Trước đó 10 phút tương tự lỗi vi phạm nồng độ cồn mức 0,05mg trên 1 lít khí thở do uống cốc bia với bạn, anh BVM bị xử lý mức phạt 2,5 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày. Trao đổi với phóng viên Đại úy Lương Văn Quý, Tổ trưởng Tổ công tác, Đội Cảnh sát Giao thông số 6 thông tin, những ngày qua sau khi thành phố hà nội nới lỏng giãn cách các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn có tăng lên nhận định được hành vi uống rượu bia điều khiển phương tiện là vô cùng nguy hiểm cho người lái xe cũng như các phương tiện khác đơn vị đã bố trí các tổ tuần tra công tác tăng cường tuần tra kiểm soát kiểm tra chuyên đề vi phạm về nồng độ cồn để kịp thời ngăn chặn xử lý các trường hợp vi phạm Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi luôn nỗ lực ngăn chặn vi phạm xử lý nghiêm, một phần để răn đe, một phần để tuyên truyền nhắc nhở người dân, qua đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra. Mời quý vị cùng chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Chiều nay tuyên án các bị cáo nhóm báo sạch theo dự kiến vào chiều nay 28 tháng 10, tòa án nhân dân huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ sẽ tuyên án bị cáo Trương Châu Hữu Danh, ngụ tỉnh Long An cùng 4 bị cáo khác về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Các bị cáo còn lại gồm Nguyễn Phước Trung Bảo, ngụ thành phố Đà Nẵng, Lê Thế Thắng, ngụ thành phố Hà Nội, Nguyễn Thanh Nhã và Đoàn Kiên Giang, cùng ngụ thành phố Hồ Chí Minh trước đó trong phần luận tội đại diện viện kiểm sát nhận định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người đúng tội các bị cáo đã lợi dụng các trang mạng xã hội tự do báo chí tự do ngôn luận để viết nhiều bài viết xúc phạm xâm phạm đến nhiều cá nhân là lãnh đạo đảng nhà nước cán bộ ngành trung ương và địa phương xâm phạm các quyền tự do dân chủ và nhiều cá nhân cơ quan tổ chức Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo danh 4 đến 5 năm tù, bảo 3 đến 4 năm tù, thắng từ 2 đến 3 năm tù, nhã từ 2 đến 3 năm tù và giang từ 3 đến 4 năm tù, cấm các bị cáo hành nghề báo chí 4 đến 5 năm. Tại tòa, các bị cáo thừa nhận tội danh như Viện Kiểm sát truy tố, nhưng cho rằng khung hình phạt áp dụng là quá cao so với mức độ hành vi. Nói lời sau cùng, các bị cáo bày tỏ sự ăn năn hối hận, gửi lời xin lỗi đến các tổ chức cá nhân đã bị xâm phạm, đồng thời tha thiết mong hội đồng xét xử xem xét chuyển khung hình phạt từ khoản 2 xuống khoản 1 và tuyên mức án thấp nhất để các bị cáo sớm trở về với gia đình sau thời gian dài bị tạm giam. Chặt đứt những móc xích ngầm đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Thưa quý vị, đầu năm 2021, các đơn vị chức năng công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện có một số đối tượng nghi vấn tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đưa về địa bàn tỉnh Hải Dương rồi vào thành phố Hồ Chí Minh. Xác lập chuyên án đấu tranh vào đêm 23 dạng sáng 24 tháng 3 năm 2021, Phòng An ninh điều tra công an tỉnh Hải Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra nhà nghỉ 372, thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương phát hiện Phạm Thị Hà, sinh năm 1986, trú tại huyện Tứ Kỳ, cùng Nguyễn Xuân Thắng, sinh năm 1991, trú tại huyện Tứ Kỳ, vừa chở 6 người Trung Quốc đến. Qua xác minh, số người này nhập cảnh Việt Nam trái phép, dự kiến vào trưa 24 tháng 3 sẽ di chuyển tiếp vào thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hà và Nguyễn Xuân Thắng đấu tranh với các đối tượng cơ quan công an sau đó đã bắt giữ được đối tượng cầm đầu là Sầm Văn Định, sinh năm 1997, trú ở xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Tiếp tục khai thác nóng đối tượng Định, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải Dương đã làm rõ và bắt Trương Văn Tiên, sinh năm 2000, trú ở xã Tổng Cọt và Sầm Văn Cường sinh năm 2001, trú ở huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Một tổ công tác khác đã bắt giữ Hoàng Thị Thoa, sinh năm 1993 chú ở xã Đồng Cốc, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, khi đối tượng lẩn trốn ở khu vực Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội. Lời khai của các đối tượng thể hiện, ngoài vụ việc bị phát hiện quả tang vào đêm 23 dạng sáng 24 tháng 3, Phạm Thị Hà và đồng bọn đã tổ chức đón 7 chuyến với 21 người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trái phép qua khu vực thôn Kéo Sĩ, xã Tổng Cọt, sau đó di chuyển qua Lạng Sơn về Hải Dương để đưa đi thành phố Hồ Chí Minh hành vi của các đối tượng được làm rõ. Phạm Thị Hà quen biết Hoàng Thị Thoa từ nhóm hội phiên dịch tiếng Trung trên ứng dụng WeChat. Ngày 20 tháng 2 qua trò chuyện trên WeChat và muốn có thêm thu nhập, Hà được Thoa trao đổi thống nhất đến tối 24 tháng 2 đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Thoa cho Hà tài khoản WeChat của trang chủng người Trung Quốc để liên hệ đón người với giá 36 triệu đồng một chuyến ba người. Vào tối 24 tháng 10, định đón ba người đàn ông Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam trái phép, thu 2.500 nhân dân tệ một người, rồi dẫn họ đi bộ xuống núi cho em trai định là Sầm Văn Cường và người hàng xóm của định. Sau đó, Định Cường Tiên đưa những người này đến khu vực đèo Bông Lau thuộc huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, liên hệ với Hà ra đón. Hà và Thắng cùng nhau đến Lạng Sơn, sau đó Hà thuê taxi để đi qua các chốt kiểm dịch của Lạng Sơn, rồi đến đèo Bông Lau gặp định đón người. Sau đó cùng Thắng đưa nhóm người này đến khu vực Vincom Thảo Điền, thành phố Hồ Chí Minh, rồi cho họ xuống xe. Xong việc thoa chuyển cho Hà 36 triệu đồng theo thỏa thuận ban đầu. Sau chuyến này, Hà đã cắt cầu thoa để liên lạc trực tiếp với trang chủng. Tổng thu nhập cho đến khi bị bắt, Hà nhận 246 triệu đồng. Trừ chi phí, Hà và Thắng hưởng lợi mỗi người 93 triệu đồng. Định thu tổng cộng 236 triệu đồng, trực tiếp hưởng lợi khoảng 115 triệu đồng. Chia cho Cường hưởng lợi 90 triệu đồng, chia cho Tiên hưởng lợi 32 triệu đồng. Kết thúc điều tra vụ án, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh truy tố các bị can Phạm Thị Hà, Sầm Văn Định, Nguyễn Xuân Thắng, Sầm Văn Cường, Trương Văn Tiên, Vũ Thành Long và Hoàng Thị Thoa về tội danh tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép rất nhiều tin tức đáng chú ý khác đang chờ đón quý vị trong các bản tin tiếp theo trên kênh tin tức việt quý vị đừng rời kênh vì quỳnh anh sẽ quay trở lại ngay sau đây